ngoại. Chào ngoại. Các cháu ngoan quá. Ngoại ơi, ngoại kể chuyện cho tụi cháu nghe đi ngoại. Nghe ngoại. Được rồi, ngoại luôn sẵn sàng chiều ý các cháu. Hôm nay các cháu muốn nghe ngoại kể chuyện gì? Chuyện tấm cám đi ngoại. Con đề nghị chuyện thạch sinh chém chàng. Kể chuyện khác đi ngoại. Chuyện mới phải không? Dạ. Được rồi, trước hết bà sẽ kể cho các cháu nghe chuyện ăn khế trả vàng. Các cháu chịu không? Dạ chịu. Ngày xưa có hai anh em trai nhà kia. Mẹ mất sớm, cùng sống với cha già rất hòa thuận. Ít lâu sau khi hai anh em lập gia đình, người cha bị bệnh nặng qua đời. Bị vợ xúi dục, người anh viện cớ mình là con cả, chiếm hết tài sản, chỉ chia cho người em một khoảnh đất nhỏ với cây khế trong đó. Dù bị thiệt thòi, người em vẫn nín nhịn, nhận lấy phần của mình mà không một lời trách móc. Người em cất một cái chòi ở gần gốc cây khế và ngày ngày lên rừng đốn củi đem ra chợ bán, hoặc là gánh nước làm thuê sinh sống cho qua ngày. Nè, bên đây nè mình. Kìa, đó. Đây nó nè. Đỡ lấy nè mình ơi. Dạ. Cẩn thận đó nghe. Năm nay cây khế của mình ra trái nhiều quá mình ha. Vài bữa nữa chín rộ, mình hái đem ra chợ bán chắc cũng kiếm được chút đỉnh. Trái nào trái nấy mọc thù lù à. Chắc ngọt lắm mình ha. Chắc chắn là ngọt rồi. Nhanh lên mình ơi. Anh kéo lên nha. Coi chừng té nha mình. Sớm ngày mai ta sẽ tới đưa ngươi đi. Quạt. Hồi nãy em nghe con chim nó nói gì không? Ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng. Ăn một quả trả một cục vàng. Bộ anh tin nó hả? Nó là chim thần, em biết không? Chim thần gì mà phá phách quá vậy? Nó làm hư cả cây khế, anh không thấy sao? Nhưng nó sẽ trả lại bằng vàng. Vàng đâu không thấy, chỉ thấy trước mắt ngày mai mình đói. Vậy mà anh còn mơ tưởng diễn dông. Em không tin nó à? Tin cái nỗi gì? Nó chỉ là một con chim ác, phá phách rồi lại bày trò lừa phỉnh,
Anh mà tin nó sẽ ăn thịt anh luôn chứ mà coi. Ừ, sao mình dại dột quá. Thôi, lượm khế nhanh rồi còn đi làm cho bà Lý. Thiệt là khổ, cái không ở đâu tới phá nát cả cây khế à. Xong chưa mình? Đi ha. Một cục vàng, may túi ba gang, mang theo mà đứng. Phải liều một phen, tới đâu thì tới. Không, không, mình ơi. Em ở nhà, anh đi đây. Không, mình đừng đi, em lại mình mà. Em hãy yên tâm đi, anh sẽ trở về mà. Mình ơi, mình đừng đi, mình ơi mình. Mình ơi, mình ơi mình. Mình ơi, xuống đi mình ơi. Mình ơi. Thank you.
Để tôi với. Mày gạt tao hả? Chiến thần, quay trở lại mau. Đồ chim vàng ác, tại sao mày dám lừa gạt tao? Vàng đâu không thấy, chỉ thấy toàn là cát dưới đá. Hãy chở tao về mau. Hãy chở tao về mau. Ta không lừa ngươi đâu. Để nhặt đá bỏ vào túi, ngươi sẽ thấy vàng. Đúng là vàng thật rồi. Hãy nhặt này tôi đi, ta phải về trước khi mặt trời lặn. Tại sao mà tụi nó giàu lên nhanh chóng như vậy? Ông à, ông! Ông! Bà, bộ bà không biết tôi có cái bệnh yếu tim sao? Yếu cái gì mặt xác ông? Bây giờ ông nghe tôi hỏi nè. Tiền ở đâu mà vợ chồng tụi nó mua gỗ lim về nó xây nhà xây cửa? Rồi tiền ở đâu mà nó mua cả mấy miếng giường bên cạnh nhà bá hộ tươi, mua luôn mấy mẫu nhất điền của bà Lý, rồi thuê hàng chục tá điền làm công cho nó? Tiền ở đâu? Tiền ở đâu? À, thì ai mà biết? Ông là anh của nó, ông không biết thì còn ai biết nữa? Đúng rồi. Bà ơi, hay là tụi nó đào được của dưới gốc cây khế? Chẳng lẽ ông già biết trước mình sẽ chia cho nó cây khế, nên ổng chôn của dưới gốc cây khế để dành cho tụi nó? Có lý. Đó, ông thấy chưa? Hồi đó tôi đã nói với ông rồi, không chia cho nó cái gì hết á. Mình là con cả mà, cả thì phải hưởng cả. Bà nói lạ chưa? Rồi tụi nó lấy gì mà tụi nó sống? Thì tụi nó ở đây với mình, mình nuôi, cơm ngày hai bữa đầy đủ quá rồi, còn muốn gì nữa? Bà tính nuôi tụi nó để bắt tụi nó làm công cho bà chứ gì? Không lẽ tụi nó là ông nội bà nội của tôi hay sao? Ăn rồi không làm, không nói chuyện với ông nữa. Đi. Đi đi. Ủa, nhưng mà đi đâu? Thì đi qua nhà em ông chứ đi đâu. Chứ nãy giờ tôi biểu ông thay đồ làm gì? Qua bển chi vậy? Trời ơi, trên đời tôi chưa thấy ai ngu như ông hết á.
thì mình qua bển mình hỏi nhờ đâu mà nó giàu lên như vậy. Nếu nó đào được của dưới gốc cây khế á thì mình bắt nó phải chia đều cho mình. Nghe rõ chưa? Có gì mà cũng không hiểu nữa hả? Còn nếu không phải nó đào của dưới gốc cây khế thì sao? Thì mình hỏi nó, của nó lấy ở đâu, còn hay là hết. Dạ còn chứ. Nhiều vô số kể chị ơi. Em thật không thể tưởng tượng ở trên đời này lại có một hòn đảo đầy vàng như vậy. Vậy hôm nay con chim đó nó có quay trở lại không? Dạ không. Nó chỉ nói là bao giờ khế chín rộ trở lại nó mới về ăn. Vậy à? Dạ. Cho chị đề nghị với chú thím chuyện này nha. Dạ. Hồi đó đó, trước khi mất, cha đã dặn gia đình mình chỉ có hai anh em à, hãy ráng giúp đỡ nhau mà sống. Dạ. Hồi đó đó, anh chị đã biết cây khế nhà mình rất là quý, cho nên mới chia cho hai em. Bây giờ thì hai em đã già quá rồi, mình đổi lại đi. Anh với chị sẽ về ở miếng vườn có cây khế của nhà em. Đổi lại bao nhiêu nhà cửa ruộng vườn của anh chị giao hết cho chú thím, được không? Ờ, cái bà này. Sao? Chú thím thấy sao? Ờ, dạ, tụi em lúc nào cũng chiều ý anh chị. Thiệt tình, con chim có tới nữa thì tụi em cũng cho ăn khế không thôi, chứ không dám đi với nó nữa đâu. Đi một lần, em sợ lắm. Yeah. Chuyện này là tại anh chị muốn đổi, chứ không phải ý của tụi em. Nhưng thôi, coi như tụi em cứ giữ đó cho anh chị. Nếu sau này anh chị đổi ý, muốn đổi lại một lần nữa, thì tụi em cũng sẽ trả. Thím tử tế quá à. Như vậy là mình đã thỏa thuận với nhau rồi, phải không? Ờ, nhưng mà anh chị chừng nào dọn qua vậy? Còn chừng nào nữa? Ngay bây giờ, ngay bây giờ thôi. Chim tới hả? Chim tới hả? Chim đây nè, chim đây nè. Ông canh chim mà ông cứ ngủ như vậy hoài làm sao mà canh cho được. Tôi nói cho mình nghe, mình cứ bắt tôi nằm đây canh chim như vậy hoài từ ngày này sang qua ngày khác thì làm sao tôi chịu nổi hả mình? Tôi nói thiệt với mình, tôi chán quá rồi. Chán cũng phải canh. Canh chừng nào con chim nó bay tới thôi. Tôi thí dụ như cái con chim đó đó bị cái thằng thợ săn nào nó bắn chết, nó làm thịt, nó nhậu hết rồi sao? Nín im, câm mồm đi. Trời ơi, bộ điên rồi hay sao mà ăn nói bậy bạ vậy hả? Tôi sao tầm bậy? Nè, con chim mà nó nghe được á nghe, thì chẳng những nó ăn khế đó không trả vàng, mà nó có ăn thịt ông luôn nữa bây giờ. Còn thịt nữa. Tới rồi, tới rồi ông ơi, nó tới rồi. Tới rồi kìa, ông ơi. Đi mẹ đi, nó tới rồi. Nó tới rồi ta. Ông đâu rồi? Ông đi ra đây. Nhìn cái trốn cái động chi vậy? Đi lại đi đi. Ui. Đi lại lại. Lại lại. Trời ơi, đi ra đây. Đứng lại đi. Lại. Ăn chim, chim ăn quá trời rồi. Ăn nữa đi chim, ăn hết nguyên cây đi chim. Trời ơi chim. Năn nỉ đi. Năn nỉ hả? Ê chim, sao mày ăn khế của tao? Mày đi chỗ khác đi. Sao mày ăn nhiều quá vậy? Chim ơi, tôi lại chim, đừng có ăn nữa mà chim. Năn nỉ đi. Trời ơi. Chim ơi, tao năn nỉ mày mà. Mày đừng có ăn nữa. Gia tài của tao chỉ có mỗi cây khế đó. Mày ăn hết, tao biết lấy gì tao sống. Đừng ăn nữa nghe chim ơi chim. Chim ơi chim. Chim ăn như vậy thì còn gì cây khế nhà tôi nữa chim. Vợ chồng tôi nghèo lắm chim ơi. Cảm. Chim nó không nói ăn khế trả vàng vậy? Làm sao tôi biết được? À, hay là con chim này là con chim mái? Chim mái thì sao? Chim mái thì dễ gì lấy vàng của nó. Giỏi lắm, nó trả bằng giá ngoài chợ là cùng. Ây, nó cầm bẫy. Ông cứ kêu la đi chứ chừng nào con chim nó nói thì thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Chim ơi, chim ơi. Chim ăn khế gì vậy thì
còn gì cây khế nhà tôi đó chim ơi. Vợ chồng tôi khổ lắm, nghèo lắm chim ơi. Chim ơi, chim ơi, tao lại mày mà chim. Mày đừng ăn nữa. Gia tài tao chỉ có mỗi một cây khế này thôi. Mày ăn hết rồi thì lấy khế đó mà tao ăn. Mày ăn hết rồi tao lấy gì tao xong. Chim ơi chim, mày đừng ăn nữa. Chim ơi chim. Ăn một quả trả một một gam. Mày tui ba gam mang theo mà đứng. Đúng rồi. Trúng rồi, trúng rồi. Khoan, sao vậy? Thì đúng ba gan rồi còn gì? Cái gì ba gan? Sao mà ông ngu quá vậy? Gì ngu? Thì con chim nó dặn rành rành là ba gan. Thì tại con chim nó làm biến nên mới dặn như vậy. Không lẽ bây giờ mình đem cái túi chín gan nó chở không nổi hay sao? Ờ hen. Bởi vì nó là con chim thần mà. Mà con chim thần thì chở bao nhiêu lại cũng được. Hiểu rồi phải không? Nè, chẳng mấy khi được dịp như vậy, mình phải tranh thủ lấy càng nhiều càng tốt. Chứ đừng ngu như thằng em của ông vậy nghe không? Mèn đét ơi, tôi không ngờ con vợ tôi lớn tuổi mà lại thông minh vô cùng. Đây là đâu? Đúng là vàng rồi. Nhanh lên, ta phải về trước khi mặt trời lặn. Ha ha ha!